Hôm nay là chủ nhật sáng mùng 25 Tết, mình với anh Linh với ba má lại về quê Châu Đốc để chơi một bữa nữa. 25 đi 29 về là mình về ngày thứ năm á. Tài xế là anh Quỳnh như mọi năm. Đây là tài xế. Má về đi ké cho vui. Đây là Quý Linh trong đây nè, thấy ghét lắm. Nấp hả? 500 độ. Mấy đứa này có giấy 500 độ. Chi vậy ba? Mua vé cầu đường mua. Rồi rồi ok. Lên xe ba ơi. 25 đi 29 về. Không quên gì không? Rồi không quên gì hết. Đúng ra này là chỉ có anh với anh Linh đi thôi mà ba má đi theo cho vui. Rồi ok, chuẩn bị lên đường. Hiện giờ là tài xế Quệt mới về né cái gì á, đường Phan Văn Hớn, chui mấy con hẻm nhỏ 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 để lên ngã ba vòng. Né của làm hai. Tới đây ngã ba vòng rồi. Đi chuẩn bị tiến về Đức Hoài Đức Huệ. Đây là biệt phủ của anh ba Phan. Phải không ba? Đừng có xịt nha. Đây là một cái tòa biệt phủ không biết của ai nữa, khủng khiếp luôn. Đây bên góc trái nè. Dám lắm á. Tại vì bãi không biết. Nó đây. Chị bãi biết bà. Ờ cô bãi biết. Không gì bãi, gì bãi con á. Gì bãi con bon á. Bãi con ở bên xã á. À. Biết ổng luôn mà. Ừ. Đây ổng cách cái biệt thự bự lắm trên đây. Ở xuống thứ thượng năm. Bây giờ là tiễn ba má bê ba ròm về Hóc Môn lại. Ba má như tặng 8 chậu bông để kín xe luôn. Anh Quệt về luôn. Đâu má 8 chậu bông đâu, dở lên trời coi coi má. Khóa rồi hả? Đâu 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 vậy? Rồi rồi rồi. Đây. Bông ba má nhiêu cho? 8 chậu. Này bông gì ba? Ủa mà phải 8 chậu ba. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 à. À à à. 8 chậu. Rồi. Cho quả 2 chậu á. Đây là hai má. Về đây. Ba ròm. Chợ phần bơi buổi trưa. Nắng đẹp lắm. Rồi ba mới về đi. Rồi ok. Bây giờ là chiều 25 Tết năm 2020. Mình đang ở dưới nhà anh Linh. Hồi sáng này mà mình, Linh với ba má xuống dưới Châu Đốc chơi. 25 đi, 29 về. À, đi chủ nhật chắc cỡ thứ năm mới về tới nhà cỡ 2 giờ chiều. Đây là chợ Phường B. Chợ này nghe nói là sắp chuẩn bị đập ra xây một cái chợ lớn. Bây giờ chợ này sẽ là chợ lớn nhất khúc cua Châu Đốc luôn. Để coi là sao. Mong thông tin chính xác. Nếu vậy thì đất đai đây có giá hơn. Mọi người ai ai cũng tấp nập chuẩn bị đón Tết. Kia là phía chợ mà mình nó quay nhiều lắm cho nên thôi nay khỏi quay nữa. Nhà má mi nay có lắp thêm một cái lớp rào ở bên ngoài nữa ngay chỗ cửa, nhìn rất là cứng cáp. Đối diện đi bò lên xã nữa. Đang trên đường đi ăn bò lụi xã đối diện chùa Hang. Tiếp nè, quay tiếp cho, quay tiếp coi. Điện cho ba nói điện cho ba. Đi ăn với má mi như Linh. Nay bà Hồng ở nhà căn nhà có tivi. Chứ ông xỉn rồi. Giờ đang đi đâu vậy anh Kỳ? Đang đi tới chùa Hang để chuẩn bị ăn bò. Biết rồi còn hỏi.
đường đây làm gì cống quá trời mình. Không biết, chắc làm đường làm cống. Đường vào núi Bà. Đây là chùa Huỳnh Đạo. Đã tới quán bò Trường Nhật, nằm gần gần chùa Hang. Ở đây có bò lụa xả ngon lắm. Nhiều người không? 4 người. 5 người chứ. Đây là bò lụi xả Châu Đốc, hai phần. Này là món gì đây? Bắp bò. Bắp bò nhúng nước mắm. Này là cơm chiên tỏi, ăn đỡ đói trước. Còn một phần bò, bò gì? Bò lụi tỏi nữa. Bếp than hồng hấp dẫn lắm. Một mực chiên nước mắm nữa, đây là chủ sĩ. Ăn cho cố cho thêm, bỏ lại xuống coi. Bỏ lại xuống. Quay vào đây coi, giới thiệu lại cái món cho mọi người nghe coi. Món gì? Bắp bò nhúng nước mắm. Rồi, gì nữa? Bò lụa xả hai phần. Rồi. Cơm chiên tỏi. Bò lụa tỏi. Mực chiên giòn. Đúng rồi. Còn cái lẩu để sau. Trời má. Má mình nghe lắc đầu ăn sao bà nói. Quán tên là quán Trường Nhật. Ô, có chuyện trái cái anh Hùng ơi. Không sao. Dạ cảm ơn nhiều. Linh Đảm Đan đang lặt râu. Đây là tàn cồn. Sáng 26 Tết ở chợ Phường B. Một buổi sáng nhộn nhịp, đông đúc như bình thường. Hôm nay nắng rất đẹp. Hôm nay có dấu hiệu còn là mưa luôn. Bây giờ mình đi một vòng chợ. Đây là cái sạp bán đồ chơi chay, quần áo. Ly tách, đồ chân,
đồ inox mà chưa bán quần áo, bán bông nữa nè, bán trứng, trứng gà, trứng vịt đủ thứ. Bán gà nữa, bán tôm nghề mấy con gà. Bán cá, bán ếch. Trong kia là bán thịt heo. Mấy sạp lớn. Đây là mấy sạp bán thịt heo. Bác này đang làm thịt bò. Quay. Nhộn nhịp lắm. Đang tiến ở ngoài rìa chợ. Bán bưởi nữa. Bãi dưới xe của chợ. Một trời nắng quá đẹp luôn. Tiến về nhà anh Linh lại. Sẵn tiện ghé thăm con chó mập luôn. Gần nhà anh Linh có con chó mập ú bị béo phì. Chắc phải ba mấy ký. Nó đâu đây nè. Nó đang ngủ nè. Nó đang ngủ. Đây là một con chó mập rồi. Nó đang ngủ. Rồi, về chờ. Về nhà Linh lại. Linh đang quét nhà. Mới đi vòng chợ xong. Ăn rồi. Ăn cục trứng cút chiên.
Đá bào là cái gì vậy? Thôi anh không ăn đâu. Nay là một ngày nắng đẹp. Mình mới đi một vòng chợ xong mà thật ra chưa có đi hết cái chợ. Bye bye Nhan, đi chợ với Như. Ok, đi Như ơi. Giờ đi chợ với Như nè. Dép đây, dép đây. Dạ. Dạ rồi, đi Như. Một buổi trưa nắng đẹp, Như vẫn đi chợ. Đây là mấy cái sạp bán quần áo vải Tết. Ôi nắng quá trời nắng. Đang ở đâu Như? À, gần đây hả? Đang đi ra chỗ mẹ Như bán bông. Chợ dưới đây lớn kinh hồn. Nắng chói chang. À, mẹ Như bán bông chỗ này. Đây. Đây là sạp bông của mẹ Như. Rồi rồi rồi. Gần đây có bán chổi, bán đủ thứ. Bên đây bán trái cây. Bán bưởi, bán đủ thứ luôn, dưa hấu, các loại. Chùa Huỳnh Đạo. Nó nằm ở trên cái đường mà ra núi Sam á. Đây là núi Sam ở hướng này. Đó, núi Sam Hùng Vĩ. Đây là con đường mà
mình biết là gần đây có một cái khách sạn là Bảo Bảo, nó rất gắn liền với lại nhiều kỷ niệm đối với nhà mình. Đó, đây là cổng chùa Huỳnh Đạo, hôm nay mình sẽ tham quan cái chùa này. Rồi bây giờ là anh Linh nó chở mình bắt đầu quay phía bên trong. Bên đó là chỗ đậu xe ăn cơm miễn phí. Wow, đó là nơi đậu xe ăn cơm miễn phí. Chùa lớn quá. Biết là quay gian nhà ăn rồi. Đây là cái chùa lớn. Chùa này xe nó bao nhiêu Linh biết không? Xin đừng hỏi. Đẹp ghê. Nhìn rất là uy nghiêm. Đây là một cái tu viện khác, hay là một cái chùa nhỏ này nữa. Cũng có rất nhiều tượng bên trong. Quá trời cây cối luôn, toàn là cây bonsai không. Đằng sau mới đúng là cái tu viện nè, là nơi nghỉ dưỡng của, nơi nghỉ dưỡng ăn uống của cái nhà sư. 1 2 3. Đây là cái con chó nằm nghỉ nữa, sướng không? Mai nè. Cây cối nơi rửa mặt. Mai quá trời luôn, nơi có nơi rửa mặt và vệ sinh nữa. Đây là phía sau của cái tu viện ở đằng trước. Cây cối toàn là kia mai cao không. Ồ, nhang lồng. Một bên bên tay phải là tượng Quan Âm, nằm ở trong một cái tòa. Ừ, chạy qua kia coi thử cái lên. Đó. Bên tay trái là nơi gì đây? Lâm sen. Lâm sen và tượng mấy con rồng. Có mấy người đang nghỉ mát ở đây nữa nè. Bên đây là một cái hồ sen khác nữa. Đằng xa kia là tượng Quan Âm nằm kế bên một cái núi đen, núi nhân tạo. Quán Âm Trúc Lâm Viên. Kìa, người ta đi xe bình thường kìa. Chạy tới đó, chạy tới đó, hoặc phải hoặc lại. Mình đi tham quan thử. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại cái nhị vàng bên trái, bên trái, bên trái, bên trái. Vườn của viên. Một cái khuôn viên của nhà trường, của nhà chùa chứ lộn. lo bị liệu rồng trong đầm sen. Thôi quên cái này đẹp. Rất nhiều tượng Phật Bà. Và đây nè, có một cái tượng Phật Bà được gắn vô trong cái núi nhân tạo luôn. Đây là một cái tượng thứ nhất. Xuống đây đi bộ nè. Xuống đây nè. Đi bộ. Đó. Rồi xuống đây đi. Mình tạm dừng clip ở đây. Mình đang tiến về cái tượng Quan Âm được gắn vô núi. Đây là cái bảng ghi là công đức lưu niệm bảo tượng Quan Thế Âm hóa thân. Bự lắm. Bảng này cao chứ không phải gần 3 mét ạ. Con hùi chó nữa. Ê, đi đâu á con? Một thằng dện. Chạy. Nhát hít. Con tư Phật Bà lần đầu tiên con ghé đây. Mong Phật Bà phù hộ cho gia đình con dồi dào sức khỏe và soi như ý làm ăn thành công. Đây là cái lư hương lớn ngay phía trước của bức tượng. Có một người đang lạy. Đây là tượng Phật Bà.
cái nhà tài trợ tặng cho nhà chùa. Đây là anh Huỳnh Anh Bờm, đẹp trai quá ta. Chậu bông vàng một bụi luôn. Đây, đây là cái khuôn viên của chùa, rất là nhiều tượng Phật. Rất là rộng. Buổi chiều vô đây tập thể dục rất là mát. Đây, đây là đường ra. Đây là cái công viên rất nhiều chậu hoa vàng với những cái bức tượng này là mạnh thường quân người ta tặng, người ta thích chùa người ta tặng. Đẹp quá ha. Rất là đẹp. Cái cây gì là lên một cây si? Cây si. Thấy không? Có trái luôn hay sao ạ? Hay là trái giả? À không, bóng đèn. Đèn, đèn. Tuy nhiên nó vẫn có trái. Đúng rồi. Đi. Đẹp quá. Một cây si. Này chiều chiều mát mát đây, bà cậu tôi nó đánh vui. Đây, rất là đẹp. Rồi. Phía xa kia là xuống Sam kìa. Đó, lưng lửng luôn. Rồi. Hùng vĩ. Bây giờ tụi mình sẽ chạy vô núi Sam. Đây là hai ba. Hai bên toàn là tượng Phật. Quay cổng đi nữ. Rồi, tạm biệt chùa. Tạm biệt chùa. Lần sau tụi con sẽ ghé. Đại tư quán bún bò Huế gần Vạn Linh. Cái chỗ mà năm ngoái thịt ăn á, có bắp bò ngon lắm. Bây giờ qua đường. Đường của bắn teo à. Cái đoạn này giống như trên chỗ môn. Đang Linh đang ngồi làm tương. Tiệm của bà chủ. À, cho con một tô nạm chả. Dạ. Không không, bún bò. Cộng lớn. Dạ dạ đúng rồi, cộng lớn á. Nè tô cuốn Linh. Linh ăn cái gì vậy Linh? Bắp chả. Bà bắp chả đi. Bắp luôn đi. Ủa bắp là nạm phải không cô? Đúng rồi. Rồi ok. Quá hấp dẫn. Đối diện là quán cà phê Lạc Đường. Đây là một chén bắp bò Linh đặt thêm. Bắp ăn ngon tuyệt vời luôn. Nước lèo thì đậm đà, không có ngọt như bình thường. À, hấp dẫn lắm. Miếng nào miếng ấy nó có hoa luôn nè. Bây giờ là đi chợ với ba. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chạy thôi cái đẹp. Rồi, đã tới rồi. Cái bóng gì vậy ba? Súng hả? Này là bóng của cái cây mát, rau mát. Đào. Không mà cứ ăn bóng này, đó là ngon lắm luôn. Đâu có đắng đâu. Ăn nó thơm. Có nhiều hả? Bông bù nèo hả ba? Cù nèo. Mua đang lẩu mắm. Không giống với cù nèo đó. Bây giờ đi theo ba mua bún để ăn lẩu mắm. Đúng là chợ hàng bông đầy đủ không thiếu gì đâu bây. Đã tới sạp bún. Ngoài qua đổ quá. Đá người ta bỏ chạy rồi đụng mẹ năm lần. Đụng má đá chút mi nè. Đụng mẹ nó bay với lợn đá mày, đá đang ngàn hải lần. Đụng mẹ qua một mắm. Đá là cái quát bay tới bùi vừa, đụng mẹ ngựa mất vô. Đụng mẹ còn gì nữa. Rồi mua hết rồi đó. Bán cho hai hàng giá thôi. Vậy vậy là khỏi rửa phải không? Nghe rửa. Cô bán cho đây. Đây. À, về thôi. Còn mà đầu lòng thì khá giống mình mong bẻ. Phải bán 3.000 đầu lòng coi. Mà chồng nó đóng rồi nè. Bán là bán mắm, bán đầu rồng. Quá
to tao bẻ bao bao vậy. Sáng giờ đi vô trong vườn đã không khỏe mẹ chứ. Vậy ăn. Đi mua mắm mà giờ mới nhớ ra này. Tự động cháy qua thiên luôn. Động bỏ ăn rau. Đi. Ăn bao bao. Rồi đã đi chợ xong. Ông mua quá trời đồ luôn. Ông mua dưa leo, đậu rồng, mua bún, mua giá, mua bông điên điển, mua bông cù nèo. Để em nấu lẩu mắm trưa nay. Bây giờ trên đường về nhà. Rồi về tới nhà. Rồi hôm nay ngày gì vậy ba? Hả? Cái gì? Hôm nay là ngày gì ba được tặng cái này? Ngày nay là đi nhận huân chương bảo vệ tổ quốc. Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba. Đại tá Dương Văn Hồng. Ghê. Rồi chủ tịch nước ký à? Chủ tịch nước ký luôn. Nguyễn Phú Trọng. Đẹp trai. Huân chương bảo vệ tổ quốc được, anh này gắn như clip luôn. Dạ con biết rồi, con biết rồi. Đó đẹp. Giờ ba treo ở đâu? Treo đó cho nên đó, đây này, đây là cái đống huân chương của ba. Đó, đây là dưới dây chì á, cột nhớ xuống thẳng này nè, ngay đó đẹp luôn. Rồi ok, đẹp trai. Vâng, và sau đây là chiến sĩ Huỳnh Anh Kiệt. Cái này là gì? Bữa nay lãnh gì á? Huân chương hạng 3 bảo vệ tổ quốc. Đồng chí Huỳnh Anh Kiệt. Ngầu dữ. Gì đọc là gì đây? Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 đại tá Dương Văn Hồng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, quân khu 9, Bộ Quốc phòng. Chủ tịch nước ký tặng nó lên Nguyễn Phú Trọng nè. Hà Nội ngày 19 tháng 7 năm 2019. Rồi. Ghê. Dữ vậy.